Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi. Tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà. Nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu. Nó đóng cái cọc, nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô. Tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì? Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy? Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhá, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. Trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao, sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi dồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi dồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ốc là ố mà, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngải nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi dồi, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Đây là cộng đồng Việt Nam nhá. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may, may là ngày hôm nay con tới gặp thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy
con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rớt rớt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó nó tự ly dị với cô à? Không, sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm, nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con muốn trở lại, nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn bị đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên thì con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Dạ. Thế bây giờ đấy, cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì à, thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi ấy hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này, mình coi trên ba di bai lai, mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hoài quá. Giống y như Khuân vậy thầy. Rồi,
thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng. Mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nắm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Thế này không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ngại nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thì lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng, vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ này đắt tiền, có tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Vậy con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết, chỉ đến tôi là đúng rồi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về, tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật ngửa ra, nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dai ở quay. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi về thầy, con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam, mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ, dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á, thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây, mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang, tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. Tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? Sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy.
Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai à, dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Là sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy sư thầy? Phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Là sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Là sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. À, không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ây, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó gì? À, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi. Nhanh thôi. Cái này à, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về đây cắt đôi ra. Yeah. Nhá. Rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại à. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà. Nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vị chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy thầy dặn con là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai, xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế?
anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về ở bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp con nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp con nách mày cũng phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên, tôi chưa ăn tiểu kiệm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Xin lỗi các người, thì các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng một tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Alo. À, sao? Rồi, bây giờ là bà con người nghèo tập trung đông đủ hết rồi đúng không? Hả? Phát bao nhiêu phần á hả? Trời ơi em ơi, em làm từ thiện với chị bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ em còn hỏi chị câu đó. Chị mới thuê chiếc xe tải, lát nó chở 20 hộp cơm qua cho em. Vậy nha, mà khoan, nói nghe nè, nói với người nghèo là đợi chị nha. Tập trung đông đủ hết đi rồi chị hãy ra. Chứ chị ra chị đứng nắng chị mệt. Vậy nha. Làm từ thiện mà màu mè dữ vậy chị? Trời đất ơi quý vị thấy không? Làm từ thiện mà màu mè sắc ớn luôn vậy đó. Có 20 phần cơm hà, mà thuê xe tải, tưởng chở xác mà đi không á. Mày nói cái gì trời ơi? Gì vậy? Mày làm tôi hết hồn vậy? Mày mới làm tao hết hồn á. Hết hồn gì? Ê nói nghe nè, mày làm cái gì mà cái mặt mày y như là ma da lên bờ vậy? Bà nói quá, sức kem trộn. Trời ơi mày sức kem trộn cái kiểu gì mà y cái mặt mày y như là con cá mặt quỷ mà lăn trong bột á. Bà đừng có xỉa xói tôi nữa. Nói là giỏi không à. Nói nghe nè. Gì? Làm gì nay kêu dậy sớm dữ vậy? Trời ơi sinh nhật của ba, lo sinh nhật cho ba đi cưng. Sinh nhật ba cái gì? Hồi tối hôm qua tôi đi hát đám ma về trễ gần chết à. Sao mày hát đám ma con ta được mà đám của ba mày mày không hát? Con mẹ nói chuyện điên không? Chuyên đi hát đám ma, giờ bị ố nhà hát sinh nhật ba. Hát bài gì bà nội? Hồi nào giờ tôi đi hát đám ma có một bài hit duy nhất à. Không lẽ giờ sinh nhật ba tôi hát Ba Nén Hương Trầm? Thì có lòng thì mày hát bài nào cũng được. Có lòng cái gì? Ê nói nghe. Gì? Sáng sớm dậy đói bụng cho hộp cơm ăn coi. Ê mày bỏ ra, bỏ ra, bỏ xuống. Cái gì vậy? Cái thứ quỷ à. Cái này là mày không có được đụng vô. Chứ cơm này làm gì? Cái này là cơm từ thiện, tao phát cho người nghèo, người đói ở ngoài đó. Ủa tôi đói sao bà không cho? Tại mày người nhà. Ủa từ thiện mà có phân biệt người nhà người ngoài nữa hả? Có chứ cưng. Trời đất ơi, nè cưng là người nhà đúng không? Chị cho cưng ăn, cưng đâu có mang ơn chị. Còn chị cho người ngoài á, người ta đâu biết chị là ai, người ta mới mang ơn chị thì chị mới có phước, mà chị còn được lên báo nữa. Trời đất ơi trời, ai làm phước ngược ngạo như bả không?
làm người ngoài không hà, trong nhà bỏ đói giờ không cho hả? Thôi mệt quá, mày định là mày lấy hộp mày ăn giọng gì mày ăn đi. Mày ăn rồi mày ói ra không kịp nữa đó. Trời đất ơi, giờ này bà cho tôi phải không? Ừ, tôi xin phép nhường lại cho ai đói hơn tôi ở ngoài kia, cái này mới có phước nè má. Làm phước như má là rước nghiệp về ở chung đó. Cái miệng mày mới nghiệp á, cái thứ quỷ. Ờ chị nghe nè cưng. Hả? Rồi bà con tập trung đông đủ rồi đúng không? Mà nói nghe nè, cưng là cưng phải điều tra kỹ cho chị nha. Phải nghèo thiệt, đói thiệt thì chị mới cho nha. Với lại là phải có giấy xác nhận của địa phương là hộ rất nghèo thì chị mới phát. Tại vì chị cho, chị làm từ thiện mà chị cho không có đúng á, thân tâm chị không có an lạc, tối chị về chị mất ngủ dữ lắm. Nha cưng, rồi vậy nha. Ứa gan nữa thấy không? Gì mày? Làm từ thiện mà cũng coi mặt nữa. Không lẽ giờ ta nghèo, ta phải treo cái bảng tôi đang nghèo cho bà phát hả bà nội? Sao biết ai đang nghèo, ai đang giàu? Ủa thì đúng rồi, phải phát đúng người thì mình mới có phước chứ. Sao bà này hình thức màu mè dễ sợ luôn á. Mà cái vụ phát cơm bỏ hoàng bên đi quý vị. Phóng sanh bà mới ác nghe. Ta mua rùa về thả mẹ xuống biển cho con ta bơi đi. Không, đem một đống rùa về xách đầu con ta lên, lật cái mai ra ghi Nguyễn Thị Lành phóng sanh. Nội bà ghi chữ lành là thấy bà không lành rồi đó. Mà phải ghi sân thường hay là lấy viết bình thường ghi tôi không nói. Lấy dao điêu khắc. Bà khắc lên Nguyễn Thị Lành chi vậy? Sao bà tên Lành mà làm cho con rùa nó lỡ loét chi vậy? Mày sao ngộ quá, mày nói là mày không hiểu nè. Mày phải khắc lên như vậy để lỡ như mà có ai mà vớt được con rùa đó của tao á, người ta lật lên người ta thấy ờ Nguyễn Thị Lành, người ta mới biết là tao đang phóng sanh, hiểu không? Rồi mắc cái gì, có bữa bà rảnh bà khắc luôn địa chỉ nhà trên lưng rùa nữa. Ủa, hỏi ra là biết ngu rồi. Mày đi cầu an, mày đi cầu siêu, có phải là mày cũng ghi họ tên đầy đủ với địa chỉ không? Thì bây giờ mày phóng sanh cũng vậy, Nguyễn Thị Lành thì cũng có lành này lành kia, lành dis lành das, phải không? Thì bây giờ mày phải ghi địa chỉ lên thì ơn trên á, người ta mới đổ đúng người đúng tao, hiểu không? Ờ, tính toán ghê lắm, tôi nói bà nghe nha. Người tính không qua trời tính, nghe không? Bà khắc địa chỉ nhà lên đi, bữa nào xui xui nghiệp bà tới đó, bà thả nhầm mấy con rùa trong sách đỏ đó, bà vừa phóng sanh là chánh quyền phóng tới bắt bà liền. Ủa phóng sanh mà hay ha. Trời ơi, ê, phóng sanh kiểu bà vui đó. Gì? Rùa ta nói nó vừa ra biển là bà vô tù liền. Hay không? Khùng quá mẹ. Nói nghe, cái vụ rùa bỏ quăng bên đi quý vị, bà thả cá mới thấy bà ác rõ ràng nè. Ta mua cá về, cá ly thiê lòng tông bỏ vô mấy cái thao nước đó, thì muốn tụng kinh cứ để con ta trong thao tụng đi, tụng xong rồi thả xuống, không? Bà nói trời ơi, cá nằm trong thao nước, nước lùng bùng lỗ tai sao nghe kinh của chị được. Bà xách đuôi con cá lên vậy nè, hiểu không? Bà xách con cá lên, con cá dậy 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 bà thấy kệ, bà đứng bà tụng kinh, mà tôi biết bà đâu có đọc kinh. Bà lai chim, đọc kinh không đọc, đọc comment không hà. Lai chim 4-5 tiếng đồng hồ vẫn cầm con cá, xong 5 tiếng mới, nó môi với đề Phật, bà thả con cá xuống, nó nổi luôn, không bơi nổi. Tao hỏi mày chứ tao đang làm cái gì? Tao đang làm phóng sanh đúng không? Thì tao phóng con cá ra ngoài cho nó giảng sanh. Là đúng rồi. Trời, là bà chuyển kiếp con cá luôn rồi hả? Nói nghe bà tốt lắm, con cá sẽ làm người, còn bà sẽ làm con cá đó, hiểu không? Tôi nói bà nghe, bà làm riết quá đáng. Ta phóng sanh thì ra chợ á, kiếm mà con cá đó sắp bị đem lên thớt, ta phóng sanh. Nói đúng phóng sanh đó. Còn bà phóng sanh, alo, bắt giùm chị 100 con cá lòng tông nghe. Mua giùm chị 300 con cá ba đuôi nữa. Thả nhiều nhiều, được nhiều con cho nhiều phước. Nói nghe muốn có phước không? Đừng thả mấy con đó. Thả tôm hùm đi, thả cua hoàng đế đi, ta bu lại ăn là bà có phước đó, hiểu không? Trời đất ơi, nó điên nó thùng không à. Ai mà đi làm phóng sanh mà thả tôm hùm nha. Riêng bà chị tôi thôi, tôi ứa gan cái vụ từ thiện bao năm nay tới bây giờ tôi mới nói nè. Bà phát ghê lắm, phát cơm cũng phải tùy nơi, lựa chỗ đông phát đặng có người tung hô. Thấy máy quay là dạ gửi cô, vừa tắt điện thoại đợi đi hối hoài à. Bắt người ta xếp hàng dài, lai chim phải đủ 1000 người bà mới cho. Ăn mặc rách rưới biểu tránh ra đi, và ăn mặc lành lặn cái bà la dây nghèo gì. Không lẽ nghèo là phải ghi tôi đang nghèo lắm để đi dọc đường. Trời đất ơi, chưa hết đâu bánh mì á. Bánh mì là 4 miếng chả thôi, lỡ dư một miếng bà moi ra liền à. Phóng sanh không có chịu thả liền,
chụp hình quay clip làm nguyên một ngày, thả xuống cá chết phải like. Bà ơi, nó chết đuối rồi để mai chiên xù. Từ thiện mà tâm chưa tu, màu mè hình thức lu bu bớt giùm thiện tai á. Ủa mày nói tao sao mày không nhìn lại mày? Trời đất ơi, cả đời đi hát đám ma, nhang trầm ba nén mà mày cứ la lên hoài. Nước mắt thì giọt ngắn giọt dài, đưa tiền không đủ chắc mày la làng lên. Ba mày sinh nhật thì mày không lo, cha người ta chết mày lết qua, mày khóc liền. Cái thứ con bất hiếu ham tiền, tao giái trời xe đụng cho mày lòi răng, thiện tai à. Tự nhiên giái trời xe đụng cho mày lòi răng, chưa cần đụng răng lòi sẵn rồi nè bà nội. Trời à, ơi, tao giái trời xe đụng cho mày mớm luôn. Ủa cảm ơn nghe mớm tự nhiên khỏi tốn tiền niền. Thôi tôi đi à, tôi nói nghe. Gì? Bữa nay sinh nhật ba mình phải không? Ừ. Chị thương ba, chị là con gái ruột của ba đúng không? Ừ. Ráng ở nhà lo cho ba nghe không? Tôi qua hát, giờ động quan tới nơi rồi. Ê khoan đi. Gì? Bây giờ mày kêu người ta từ từ động được không? Bà điên hả, động quan mà từ từ. Sinh nhật mới từ từ đó. Bữa nay không làm thì ngày mai làm sinh nhật. Năm nay không làm thì năm sau làm. Còn động quan sao đợi? Không lẽ giờ nó chôn tạm thời tôi tới móc lên chôn lại? Cái thằng điên này lại đây, nói nghe nè. Cái gì? Bây giờ chị nói ba không có ưa tôi. Lúc nào ba cũng kỳ thị cái giới tánh tôi chân trời á. Ba lúc nào cũng tự hào là có một đứa con gái. Có bao giờ tự hào có đứa con trai không? Tôi đâu có thuận trai, ba đâu có ưa. Trời ơi, nhiều khi ba nói vậy thôi chứ ba không có ý gì, mày hiểu không? Lại đây nói nghe. Gì? Thôi bây giờ hôm nay sinh nhật ba, chị nói em nghe ha. Dạ. Hồi nào tới giờ á, bóng thì bóng cho vui thôi. Dạ đó coi. Ừ. À, bóng hơi... mà bóng cho vui là gì? Ừ, mình bóng hời hợt thôi. Đó. Ý bà nói bóng bạc tham á hả? Đúng rồi. Không, nào giờ bóng full tam quen rồi. Thôi, bây giờ đừng có bóng nữa. Mình ở nhà nè. Ừ. Mình làm đàn ông con trai, mình lấy vợ, mình sanh con đi. Để mình trả hiếu cho gia tiên, nha. Tự nhiên hướng nghiệp tôi vậy trời. Tự nhiên đang bóng ngon lành, cái nghe mất tự do luôn á. Ê, nó nghe, bà thì... đứng giữa trung tâm Bangkok mà suối tôi lấy vợ, bà không biết là quê mùa hả bà nội? Ủa, quê mùa gì mày? Trời ơi, cái lối sống mà con trai lớn lên cưới vợ đẻ con là trước công nguyên rồi, phải không quý vị? Trời ơi, thời buổi này đàn ông con trai lớn lên cứ lấy chồng tự do, buồn buồn xin con nuôi về nuôi xong. Nó nghe qua hẻm tôi kìa, cái hẻm hay đi hát đám ma, mấy bà mẹ dạy con hay lắm. Dạy gì? Con yêu con gái làm chi, dính bầu một cái nó đì thấy ghê, thà là con cưới 3D bầu không sợ dính mà vẫn phê vô cùng, mới hiểu không? Nói nghe. Ê, đi hát nghe. Thôi, ở nhà lo cho ba lúc này. Trời ơi, tụi tao bút show đám ma tôi qua cái app hay lắm bà. App gì nữa? App Beer, Porn and Beer. Là cái gì? Trước khi đi hát quảng cáo chút xíu. App Beer, Porn and Beer. Đó là một cái mạng xã hội sắp tới á. Người Việt Nam mình dùng nhiều lắm, hiểu không? Trong tương lai nha, mạng xã hội đầy đủ tiện nghi luôn. Công nghệ AI, AI kết hợp kỹ thuật số hình ảnh đẹp tuyệt vời luôn, hiểu không? Nên những kết bạn, giao lưu, trò chuyện, mua sắm dịch vụ, trao đổi cái gì cũng có hết trơn á trời á. Thuộc tên app chưa? Không thuộc không có cách C. Mày làm tao áp lực quá vậy. Beer, Porn and Beer. Đọc không đúng ngữ em. Beer, Porn and Beer. Beer, Porn and Beer. Thiệt, bởi mấy cái chữ này không hô, không đọc đúng được mà. Đọc lại. Beer, Porn and Beer. Beer, Porn and Beer. Thôi, nè, sinh nhật của ba tụi bay mua bia về phải không? Dạ. Ba uống bia phải không? Con đi hát đám ma, con xin chủ nhà cho thùng bia về đem đưa cho ba nghe. Khỏi cần, con... khỏi cần. Mày đi luôn giùm tao. Cái mặt của mày mới té lòi vôi ra hả? Trời đất ơi, sao mày quýnh cái mặt mày, tao thấy thiệt á. Súng bắn hổng lũng á nha. Con quýnh kim. Ba đó, mấy năm, mà thiệt mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới đây đâu. Gặp là kỳ thị con mặt sao kệ con, cũng lánh quánh mặt sao kệ con đi. Thôi thưa ba, con đi hát nghe, khó chịu quá. Mày dẫn lại mày... coi. Nè, đứng lại coi. Trời đất ơi, thứ con bất hiếu mà sinh nhật của ba nó mà nó cũng đi nữa à. Nó mà bất hiếu gì, trời chồng nó đó. Tao nói thiệt mà tao đẻ ra, tao không biết nó là hột vịt lộn hay là hột vịt lạc nữa. Trời ơi, tao nghi chắc là... À, gì? Bây giờ tập trung đông đủ hết rồi đúng không? À, đông vậy, dữ lắm rồi đúng không? Vậy là sinh nhật của ba là mời đông lắm hả con?
Rồi rồi rồi, đông đủ dữ rồi ha. Ừ, làm mấy mâm vậy con? À, 7-8 mâm cơm rồi hả? Ồ, 7-8 mâm. Rồi 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 rồi, chờ chút xíu nha. Chị ra chị phát cơm từ thiện nha. Ủa? Ủa vậy chờ chị, chờ chị nha. Ê, ê. Rồi. Tưởng là ở nhà, tưởng là ở nhà nó làm sinh nhật, té ra nó cũng te rẹt nó đi hết trơn hết rồi. Thôi kệ, mình già mà. Thiệt, cái salon này nó là bạn của mình đó. Nhiều khi ngủ ở đây luôn. Còn người tâm tình nhiều nhất đó là cái hộp cơm hộp sinh nhật, kêu nó làm, nó không làm thì mình tự làm. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Xong sinh nhật rồi đó. Cho thêm tràng pháo tay nữa đây ha. Ôi vui quá, đâu phải mình tôi đâu, nhiều người lắm. Nhưng mà cái này ở trong mơ. Đẻ nó ra rồi nuôi nó, trông cho nó lớn. Nó lớn rồi, nó có công chuyện, mình mừng. Mừng, mừng được bao nhiêu ta? Mừng trong sự cô đơn. Thôi, sinh nhật mình con mình ơn nè. Còn tôi nữa chi mà sợ. Ủa? Ông đâu có mình. Quên tôi luôn rồi ha. Quên, quên bà. Mấy đứa nhỏ nó đi thì còn có tôi. À, cái gì đâu mà buồn. Bây giờ tôi chúc mừng sinh nhật ông nè. Dạ. Happy birthday to you. Không. Gì lẹ hả? Quan trọng là lời chúc chứ không phải quan trọng là cái thổi cái đèn. À, ông hiểu không? Hiểu. Thôi tôi chúc cho ông nghe, sinh nhật vui vẻ nghe. À, sức khỏe dồi dào, con cái đứa nào cũng biết dâng lời hết. Càng vui sinh nhật nhắc chi hai cái đứa đó. Tôi nói thiệt, hồi xưa biết tôi đẻ ra cái hộp vịt lộn tôi luộc rồi tôi ăn. Chứ đẻ ra hai đứa này giờ tôi chán, không biết nó là hộp vịt lộn, hộp vịt giữa, chắc nó hộp vịt lạc quá. Thôi mà đừng có trách tụi nó, bây giờ tụi nó lớn hết trơn hết trọi rồi. Tụi nó có công ăn chuyện mừng của tụi nó, cứ trách hoài. Có tôi bên cạnh ông nè. Ừ. Bây giờ nè, sinh nhật ông muốn ăn gì? Thôi, nhắc tới mấy đứa nhỏ tôi đói mà tôi cũng muốn ăn. Thôi, phải ăn cho có sức khỏe. À, ông ấy tôi tự làm nghe. Tôi thấy món này người ta ăn nhiều lắm, tôi tự làm cho ông nghe. Được. À, xí quách. Hả? Trời ơi, tôi thấy người ta ăn ghê lắm. Một đống xí quách vậy nè. À, qua tới đây là phải khai quật hài cốt liền. À, cái vụ đó ông xí quách cao vậy đó, ngồi gặm chơi như cây núi đó hả? Ừ, mình già mình gặm chơi. Thôi tôi già răng cỏ đâu cho ăn xí quách. Thôi bây giờ vậy. Vậy bữa nay sinh nhật của tôi. Sao? Tôi không ăn, tôi muốn chơi. Chơi gì? Lên phòng tôi chơi. Thôi nghe. Gì dạ? Trời ơi, hồi tối á hả, ông thức cả đêm. Trời ơi, tôi chà lết quết chảo, tôi lao chùi mấy lần, tôi mệt dữ lắm rồi. Ủa, bà làm gì trong phòng tôi? Dọn phòng cho ông chứ làm gì? Ăn rồi cứ ngủ trong phòng hoài. Tôi nói cho ông nghe, ông phải đi qua đi lại, đi tới lui, ông tập thể dục chứ ông ăn ở trong phòng hoài, ông bệnh ông chết. Ông cứ buồn mấy đứa nhỏ rồi ông cứ cu rú trong phòng ông hoài. Tôi không có dọn phòng dọn đồ. Nói nghe nè. Bà là bà không có con à, nhưng mà vậy là đỡ. Còn tôi có con cũng như không à, thấy không? Bực mình lắm, đừng nhắc tụi nó. Bây giờ mình đi chơi đi. Đi đâu? Chơi được không? Thôi tôi không thích đi chơi đâu, mệt trời lắm. Ơi, sao bây giờ bà khó chịu quá vậy? Bà không nghe lời tôi. Hồi xưa là bà nghe lời tôi dữ lắm mà. Tôi nghe lời ông chứ sao không nghe. Ờ, nghe phải không? Làm cái gì vậy? Dòm gì vậy? Dòm củ quyền ở trên lầu quá. Ôi, củ quyền thì ở trên tầng thượng chứ đâu có xuống tới tầng đất đâu. Nghe nè, nhớ lại kỷ niệm hồi xưa tôi với bà quen nhau không? Cái trận gì tôi nhớ nè. Tôi nhớ hồi xưa cái tôi đi mướn cái băng Paris by night đó, thấy không? Cái tôi mướn tôi lợi trước đó, tôi lấy cuồng băng đó. Cái bà cũng mướn cuồng băng đó mà bà đâu có đâu. Tôi phải coi trước, bị tôi tới trước mà. Tôi dòm cái mặt bà lúc đó dòm giống như con rầy nâu bị trúng thuốc hả? Tôi thấy tội nghiệp quá. Tôi mới lấy cái cuồng băng đó tôi đưa cho bà coi trước. Rồi tôi coi sao. Kể từ đó tôi với bà lên duyên.
40 năm rồi hả? 40 năm. Giờm ai hả? Cụ Quyền. Giờm Cụ Quyền. Cụ Quyền cũng biết tôi với bà 40 năm, nhưng mà cái gai cấn là lúc cứ cuồng băng rồi đi lợi lấy cuồng băng mới khó khăn. Làm gì đâu khó. Nhà bà trời ơi, cái nhà có chút xíu bằng cái lỗ mũi mà nuôi chó làm chi cả bầy. Con nào con nấy bự hơn bà. Trời ơi, nó ra nó sủa. Ông nội tôi cũng không dám vô nữa, tôi ở ngoài đường không, bà nhớ không? Có không? Có. Ông nhớ cho kỹ đó nghe. Sao bà mau quên quá vậy? Rồi cái tôi với bà lấy nhau. Thấy không? Chờ tôi chút, chờ tôi chút. Chờ chút, chờ chút, chờ chút. Chờ chút. Có cái này đã lắm, cái này đã lắm. Ai? Buồn con ai, không ai, mà ai, vậy ai, đó. Ai, ai, ai. Gì vậy? Ông làm gì? Nhớ gì không? Vàng. Đeo vô. Đeo vô. Đồ này đồ cứ mà. Đó thì đồ cứ tôi với bà đó. Đeo vô. À. Đẹp dễ sợ không? Đẹp. Tôi với bà ở với nhau. Cái bà có bầu. Có bầu ta ói là 1-2 tháng thôi. Bà ói gì đâu mà 9 tháng 10 ngày luôn. Trời, ói dữ lắm hả? Bà ói thấy ghê lắm. Ói thử coi. Ói. Bà ói coi. Giờ đâu có bầu. Thì nhớ lại kỷ niệm xưa mà sao bà khó chịu quá vậy. Gì vậy? Ói lại coi. Trời ơi, cái này bà ói là uống bia ói. Uống bia mới ói như vậy. Còn ta có bầu người ta ói thơ mộng lắm. Ói sao thơ mộng? Ói mà có dù thơ mộng nữa trời. Ói thơ mộng lắm. Ói cái lưỡi le là chút xíu giống như bị treo cổ vậy đó. Ói coi. Đè. Đó. Thử đè. Đè. Trời ơi, ói gì giống như chó ngáp phải ruồi vậy trời. Cái gì cũng không vừa lòng ông hết, tôi làm cho ông vui á, mệt quá. Ói gì mà không có trữ tình gì hết trơn. Trời ơi, ói mà trữ tình. Ói phải trữ tình chứ. Rồi bà nhớ cái giai đoạn mà tôi với bà lấy nhau, rồi cái bà có bầu bà ói nãy đó. Rồi bà nói ở nhà buồn quá, thôi hai đứa mình đi du lịch đi. Đi đâu bà nhớ không? Gì nữa hả? Nhìn Cụ Quyền. Cụ Quyền đâu có nhắc tuồn bà đâu. Bà đi du lịch Vũng Tàu với tôi nhớ không? Ờ, đi du lịch Vũng Tàu. Trời đất ơi, ra đó tôi nói thiệt. Bà thấy biển một cái bà con biết không? Bà dục chiếc xe bà ban xuống biển. Mà mặc đồ hai mảnh nha. Đồ hai mảnh coi. Hai mảnh. Không. Trời đất ơi, bãi biển đó, nước kia, mặc đồ hai mảnh. Không. Hai mảnh. Bây giờ. Ờ. Hai mảnh liền coi. Cái này có 1/4 mảnh à. Nữa. Đó. Xăng lên nữa. Nữa. Xăng nữa. Hết trời cấn. Cấn. Nữa. Cái này là 1 mảnh phải không? À. Còn mảnh nữa đâu. 1 mảnh nữa đâu. Trời ơi. Phải 2 mảnh. Miễn sao có mảnh thôi nghe. Ờ. Cái đó là cái gì vậy? Mai mốt đi ra biển mà không có đồ bơi làm mửng này cho tôi nha không? Được đó nha. Trời ơi, hai mảnh rồi bà bắn xuống biển bà bơi. Cái gì? Bơi. Bơi chó. Tôi già rồi. Bơi chó. Bơi chó. Bơi ếch. Cái gì? Bơi ếch. Bơi bướm. Bơi bướm. Quạt vậy nè. Bơi bướm. Ông kêu thầy tới tụng đi. Chi vậy? Tôi đưa tên tuổi cho ông tụng, tôi già cỡ này rồi mà ông còn bắt tôi bơi chó bơi bướm, tôi mệt lắm. Còn cái bơi nữa, bơi ngửa. Bơi ngửa tôi cười muốn chết luôn. Lúc đó có chữa mà bơi ngửa cái gì? Ừ, bà có chữa cái bụng bà tới trang ban. Mà bà xuất cái kem gì không biết, cái bụng bà bóng lửa giống như cái thao mà người ta chà nhám mà. Rồi bà lậu xuống biển á, mấy thằng ở trên trột của nó coi ta tắm biển nó sợ chết á. Nó hoàng sáng sao nó thấy cái thao trôi, nó tưởng gì nó vớt lên nó treo. Tôi dòm kỹ lại là bà. Trời ơi, bà nghĩ gì sao vậy? Ha, nhớ không? Giờ bà nhớ không? Nhớ. À, nhớ thì nhớ thì ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi. Tội nghiệp quá.
đi Vũng Tàu xong rồi còn đi Đà Lạt nữa, nhớ không? Đà Lạt làm gì nữa ông? Trời đất ơi, bà nói ở nhà đi là đi biển, xong rồi bây giờ phải đi núi, tôi chở bà lên núi đó. Ngồi ở đằng sau, ngồi ở đằng sau chiếc xe đạp, tôi ngồi ở đằng sau, còn bà ngồi ở đằng trước, bà bẻ lái, bà nhớ không? Lâu lâu cái tôi đạp ké một cái cho bà đỡ mệt. Vậy là tôi chở ông chứ đâu phải ông chở tôi. Công nhận bà đàn bà mà bà khỏe như trâu nha, trời ơi. Có chữa mà đạp ghê vậy, có chữa. Sao ông không ngồi lúc đó, không ngồi lên đạp luôn chứ rồi? Không, tôi không có, tôi tính đạp nhưng mà bà không cho. Bà nói tôi có chữa, tôi phải vận động để đẻ cho nó lẹ. Chứ còn ù lì đẻ chậm đúng không? Hen. Rồi tới Đà Lạt bà nhớ gì không? Nhớ gì? Thông nó reo. Trời ơi, rồi bà hát. Cái giọng của bà lãnh lót luôn. Bà hát đến nỗi mà suối Cam Ly nó ngưng chảy luôn. Bà hát, bà dồn gì nữa vậy? Cụ Quyền. Cụ Quyền không có nghe bà hát, tuốt Đà Lạt Cụ Quyền đâu có nghe. Bà hát Tâm Sự Mai Đình nhớ không? Không có đâu. Có hát Tâm không Sự có Mai Đình mà. Tại nó có hát. Không. Hát. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại Quy Nhơn mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Từ lâu em mong đợi một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên tôi chỉ còn có một Mai Đình. Mai Đình. Em. Anh. Em. Ba ơi, ba. Trời đất ơi. Ba, ba làm cái gì vậy ba? Ôm má mày. Làm cái gì vậy má? Đúng vậy má. Ý tôi hỏi là bà làm cái gì với bà nói? Không phải, tao đâu có phải má ông. Cái gì? Ý tôi hỏi là bà làm cái gì đó? Bà muốn làm má tôi hả? Xin lỗi bà nha, má tôi á, bây giờ á, bà đi lên trên lầu á, bà lấy hình của má tôi xuống, rồi bà leo lên bàn thờ bà ngồi đi, rồi tôi lại bà ba lại. Không có, tại ổng ôm gì, chứ gì không có ôm ổng. Dì đừng có nói vậy đâu, mày vô đây coi. Lẹ lên. Trời ơi. Mày vô. Đi hát về mà bà làm phiền tôi quá à. Chưa kịp bôi mặt gì trơn trọi á, khó chịu muốn chết luôn. Mày đó hả? Trâu dặm mày ở đâu rồi mặt mày nét bấy giác về đây? Đi hát chưa kịp bôi mặt bà gọi bà hói về. Mày qua đây. Cái gì? Tao nói cho mày biết, mày vô đi, mày thấy cái cảnh tượng rất là khủng khiếp. Tao thấy nè, bà này nè, bà ôm ba mình như vậy nè. Yeah. Hơi đàn bà vô muốn xỉu ngang vậy đó. Mày xử cái vụ này cho tao đi. Ôm cái gì, tôi đâu có thấy ôm đâu. Không. Ê, có cái gì? Ông ôm tôi chứ tôi không có ôm ổng. Ông nói giùm tôi tiếng đi chứ. Để... Nói nghe không. Tôi sợ. Không cần biết ôm hay không. Sao vàng bạc của má tôi chết để lại bà đeo lên người bà hết vậy? Của má không mày phải. Thì má mày đeo chứ cái thằng này mày. Ông đứng xa ra giùm tôi cái, tôi lại ông. Sao gì đeo đồ của má tôi? Trả lời. Ổng đeo, ổng buồn quá, ổng đeo cho tôi á. Tự chứ đeo. Tôi không có tự đeo. Không, tôi không có đeo. Cái này của má sao bà đeo cho bà? Thì cái này của má mà má mày đây nè. Bà ơi, bà tỉnh táo là giùm con cái. Mày mới điên chứ tao cũng có tỉnh. Mày điên mày mới bỏ tao. Ba ơi là ba. Gì nghe, đừng có thấy ba tôi ở nhà lũ thủi mình riết rồi lẫn. Lúc nhớ lúc quên rồi mày đặt đem tiền bạc, tiền vàng của má tôi đi hết nghe. Đúng rồi đó. Sao? Dì vừa lòng chưa? Dì thấy ba tôi la tụi tôi thì dì vừa lòng chưa? Tôi nói cho dì biết nghe chưa? Dì đừng có nói là ba tôi dụ dì. Xin lỗi dì nha. Mình là phụ nữ nè, chỉ cần mình muốn hay không muốn thôi. Mình không muốn thì không ai dụ được mình hết trơn hết trọi á. Đừng có đổ thừa cho đàn ông. Em nói vậy đúng không mấy anh? Trời đất ơi.
Nè, không có hổn nha. Con không có hổn. Mày nè, hổn nha. Con không có hổn. Con nói thiệt cho dì biết nghe chưa? Tiền lương của dì là con trả cho dì nè. Một tháng con trả dì bao nhiêu tiền? 2,5 triệu chứ ít sao. Dì chi là 100 đô một tháng đó mày. Mà dì phụ lòng tôi quá à. Dì chăm sóc cho ba tôi mà bây giờ dì muốn làm mẹ tôi rồi. Xin lỗi mình dì. Mình anh đây. Hết hồn. Nãy giờ tao nhịn tụi bay dữ lắm rồi nha. Mày trả tao có 2,5 triệu. Mày thấy ông hành tao chưa? Hả? Cặp giò tao từ xưa tới giờ trai chưa bao giờ thấy. Tao đãi ba mày luôn. Rồi ông bắt tao ói, ông bắt tao bơi, ông bắt tao trường, ông bắt tao hát. Tao khổ dữ lắm chứ. Có 2,5 triệu thôi mà. Một tháng trời tao thấy tội nghiệp ổng cho nên tao mới ở đây. Chứ còn nói thiệt chứ tụi bay à, cỡ tụi bay à, không có cửa mướn tao đâu. Ủa nhưng mà má tôi chết rồi. Mắc gì bà thấy ba tôi vậy bà không can, bà làm theo vậy. Can cái gì? Con cái của ông vậy đó. Không có đứa nào lo cho ông hết. Ông bây giờ ông đâu cần tiền đâu, ông cần tinh thần mà. Tụi bay phải ở gần gũi ông chứ. Phải biết cái tâm lý của người già chứ, sao kỳ cục vậy. Ba tôi sao tôi không biết được. Trời đất ơi, gì nói gì kìa. Nè, tôi nói cho nghe. Nếu mày nói giống vậy, vì không ở trong cái nhà này nữa, bỏ luôn cái tháng lương vừa rồi, tao đi. Chào anh. Khoan, ở lại đi. Thấy chưa, đâu có ai bằng tôi. Bây giờ dì cứ ở lại đi. Tôi vô bên trong tôi coi. Mất cái gì á, dì không yên với tôi đâu. Trời đất ơi, có khắc nghiệt với người ở ô xin dễ sợ không. 2,5 triệu chửi tới chửi lui, làm từ thiện mà keo kiệt màu mè tánh khiến vậy đó. Còn mày cũng vậy đó. Tôi đâu có làm từ thiện chung với bà. Mày đâu cần làm từ thiện. Cha người ta chết nha, mày qua tự nhiên cái mày lấy giấy xúc á, mày kéo ra một sải dài cái mày đội trên đầu mày. Xong mày lấy nhang mày quỳ mày lại mày khóc. Mày hát mày hò. Cha mày sinh nhật mày hát được cái gì cho ông nghe chưa. Thì nhà ba người ta chết tôi phải qua tôi khóc. Ba tôi có chết đâu tôi khóc. Mày rồi. Muốn lắm phải không? Không phải muốn, nhưng mà tự nhiên bà ép con vậy, bà nói này nó nọ con. Giờ bà muốn gì? Mày hát cho ba mày bữa sinh nhật đi. Trời đất ơi, tôi chuyên đi hát đám ma giờ biểu hát sinh nhật. Có mắc gì? Mày đi hát mày phục vụ người ta được, mắc mới mày cha mày mà không hát được. Muốn tôi hát không? Hát đi. Đây ba nén hương trầm, con thân giấy hồn ba. Mày hồn mày cứ quỷ vậy nè, mày trù tao phải không? Bà không á. Mày không biết cái câu happy birthday to you à. Nhưng mà cái bài tôi không có thuộc nguyên bài. Tôi không có nói chuyện nữa. Ba gặp tôi á là bà đánh bà chửi, bà chê bai tôi không hả. Tôi không có thuận trai, đừng để ý tôi nữa. Vì đây vì lo cho ba tôi đi, tôi cảm ơn nghe. Đó, coi nó nói kìa. Thứ con cái vậy. Tôi nói ông nghe nè, ông đẻ ra cái thứ mà con cái trời đánh không à. Trời ơi, sao làm gì rủa xả nó vậy. Nó là con tôi. Chửi là chửi tôi nè, tại tôi dạy không nên thân. Tất cả là tại tôi. Ông nó, tôi nói cho ông nghe nè, cái thứ này ha. Ra đường rồi cũng chết nước cho coi. Trời đất ơi, sao rủa nó chết dưới sông. Chết nó vớt lên xấu lắm nha. Miệng mồm ăn nói vậy, có chửi là chửi tôi, tại tôi dạy con không nên thân. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng mà cái thứ này ra đường xe cũng đụng. Nữa à, sao độc ác dữ vậy. Tôi đã nói là tất cả là tội của tôi. Tôi đâu có độc ác đâu, cú sao là tôi nhẹ rồi đó. Nó chỉ đụng thôi mà, đâu có biết đụng nhẹ hay đụng nặng. Trời ơi. Khi nào tôi nói xe cán không ăn chửi tôi. Trời ơi, còn thiết minh cái vụ đó nữa. Thôi nhưng mà bây giờ tôi nói nghe nè, hai đứa con của ông nó vậy rồi á, tôi không có ở trong nhà này được đâu. Thôi nè, ông ráng ông tỉnh táo đi. Nè, tôi đi đó. Nè, cô Hương, cô định đi đâu? Lối đi ấy em chưa định gì. Sao không xài Google Map đi má. Ủa? Lối đi ấy em chưa định được, nhưng buộc lòng em phải ra đi. Vì lòng tự trong, vì em là một cô gái giang hồ. Ủa? Đâu có đâu. Hả? Từ xưa giờ tôi xinh trắng mà tôi đâu có giang hồ. Ờ. Thôi chọc ông chơi vậy thôi. Nhưng mà thiệt, tôi không có ở trong nhà ông được. Ông ráng giữ sức khỏe nghe. Tôi thương ông lắm đó. Nhưng mà tôi không có ở trong nhà này được. Tôi chào ông. Hương ơi, tôi nói cho cô nghe nè. Cô Hương, cô ở đây bao nhiêu tháng rồi, cô nhìn thấy mấy đứa con của tôi không? Tất cả là cô đơn. Cái xa lâm này nó làm bạn tôi. Giờ có cô ở đây là tôi hết rồi. Hết cô đơn rồi. Nãy cô nói cái gì, cô có thể lặp lại cho tôi nghe được không?
Tôi thương ông dữ lắm mà tôi không ở đây được. Vậy là bà thương tôi phải không? Nếu có thương tôi thì thương ngay bây giờ, đừng để lúc tôi qua đời, đừng để ngày mai đến khi tôi nằm im hơi, tôi phải làm sao nói lời tạ ơn. Rộn ràng một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi đau. Vậy là tôi ở lại theo lời ông đúng không? Ông bảo kê tôi đó nghe. Dạ. Tí nó có bảo này. Dạ. Lại đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới nhá. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. Có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. Cô đi nhá. Dạ. Thế cô ơi. Sao? Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm, sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn, nhưng mà tao đã lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi. Lỡ hẹn không được, mất uy tín. Biết cô, chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng? Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ cũng chờ mình. Đằng này ấy, đánh tứ sắc tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô, thấy cô ơi. Cái gì? Xong cứ giật ngược lại. Hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Đâu cũng quay một vòng em xem nào. Thấy cô sang trọng có thể không? Không. Sang thì không sang, nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Thế con này, con danh này, tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu bất kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Kể cả phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bê, nhiều chuyện cơ, tao đi đây. Thế cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1, thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong rồi ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. À, giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm nhưng mà phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái hay gái? Con tao Paris bài này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữa, không muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp mình thích hơn. Rồi chị đẹp. Đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc với băng sen đi em. Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có. Đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này. Nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sen chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được bất cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sang. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Ba Di sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chị tốn có mỗi 100 bạc chả nhẽ chị mua không nổi. Cái gì mà muốn nổi? Trời ơi, chị bận toàn đồ hiệu không đó nha em. Nè, áo bé bé, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần, hoang. Nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó. Chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần, hoang.
Bởi vì DVD á, chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần quăng. Mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm, băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, bị mờ này. Rồi chị chưa dở. Tội nghiệp nhà sản xuất, người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vậy chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà. Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè, còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy hà. Ghê gớm quá à, thôi không chơi băng sang nữa, cho chị cũng băng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. 25 đô, bé ông Cơn. Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô, 20 đô, nè, 25 đô đó Cưng. Thôi cảm ơn Cưng nghe chị về, bye. Dạ, cảm ơn. Gặp lại nha Cưng. Cảm ơn chị ủng hộ băng gốc nha. Bye chị. Dạ con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang băng lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua băng gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ cháu thấy chú bán băng gốc cũng có lời nhiều lắm, sao chú lại chỉ thích bán băng sang là sao? Con này buồn cười nhỉ. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra, thế mày lấy cái nào hả? Rốt to đầu mà chả có cái tí ốc, là đầu to mà ốc như trái nho ấy. Ông thì cứ thường dạy bảo con là bán buôn thì một vốn bốn lời, kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn, mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 sen. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 sen thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế rồi tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú. Nhưng nghĩ cái gì? Dạ chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mẹ cũng xa xả mày mắng vào mặt tao ấy. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con chú bảo là: này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp, mà hễ ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Thì ở bên cái xứ Mỹ này con đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm băng nhạc nhiều quá, thành ra con... Ô tiên sư con này, cái ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Cái mày là cháu vợ tao đấy nhá. Nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá. Cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn, hiểu chưa? Dạ chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Con này buồn cười nhỉ? Như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ mỗi đầu cuốn băng chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á là bị phạt 5 năm tù, hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Ấy, con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Tao cảm ơn mày, mày nhắc cho ông ta buồn cười bỏ mẹ.
Con này khéo rảnh ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Ướm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà... Tất cả vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa. Mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Ờ thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không? Tao chả có lường gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao ở bảo ồ chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. Thế tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này. Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên đan, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự cái gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi, không may lại bị bắt. Đấy, từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi, phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía, nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay, vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao người ta ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn bán đi. Chào ông. Trời ơi, vào này, tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bôn xa. Ô, ông anh. Sửa to quá. Đâu quá. Em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga, người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Em mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy. Thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles thì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng cái vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng cái Plaza hơn Tân Bích. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tôi thấy sần nhá. Bác này, bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Đúng, số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính chứ còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à, còn ở chỗ cũ không? Có chứ, vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Joseph Hill đấy. Ngươi gỡ. Joseph Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Đang làm ăn ngon cái ông này. Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi, gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá.
ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ? Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế à, chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không 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 được đâu, giỡn mày không? Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu được cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mày. À đúng rồi. Hên lắm ông ạ. Đúng đúng đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Thì đấy. Nhưng đấy mà vất vả. Không không vất vả thế nào được. Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi vô lên là bây giờ lên triệu phú ra đường thì giờ dân chúng gặp mình là cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Phải xài cho nó đáng chết, có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó. Làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. Ồ. Đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Và nghe nói hôm nay Thi Nga mới ra cuốn mới đó. Mang nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời, mình nhớ mình trời cho mình ấy thì mình ăn xài cho nó đúng nghĩa, với lại mình enjoy bác ạ. Đúng rồi. Thế này hôm nay ấy lấy băng cho chú đi con. Dạ. À, mà băng nó mới ra đây bác ạ. Bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Đây. Dạ thưa ông. Ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? Mày mới vào làm ở đây phải không? Thế nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ. Tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng. Con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy. Cho con xin 8 đồng ông ạ. Đúng mấy rồi? 8 đồng. Đáp. Đáp. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chưa? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà sản xuất có được đồng bạc nào đâu ông. Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thì kệ thay nữa. Nhá. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà ông mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc coi sao được. Giỏi nha. Mày nói hay đấy. Bởi nói hay quá người này không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng, hàng xóm nó còm lem, nó gọi cảnh sát phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chứ. Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào. Đấy, nó chạy thì nó chạy. Âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Ê, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ, mình có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Nên mở lên xong nó đứng mẹ này. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi chỉnh nghe đây đấy. Nhưng mà... Cuốn băng này bác. Nhưng mà cây này tôi đã hỏi thật không nha? À. Cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ? Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok ông này tức cười nhỉ? Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác mà mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh.
con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ lớn, rồi xong nó kho một nồi cá kho tộ này này, xong đấy, nó lại cất đi, nó giấu đi, xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào, xong nó rình rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi, quất vừa xong xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ ơi sao mợ kho cá dở thế, có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình. Con này sao nó lý luận ta chán thế chứ. Ôi, tám lòng. Cho em xin tám lòng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này, kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu, nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý, cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận ra đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá. Thế chín bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào đi theo, bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Thế nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp chứ, đi ngoài đường có thấy úi giời đẹp quá, nhưng mà mình không thể nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật thì đấy, bây giờ là đô giả không. Đấy đấy đấy, phải thế. Tôi nói thật, bây giờ mình toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. Chào ông chủ. Ra tiếp khách cho con. Vâng, cho tôi cũng DVD Thiên Nga mới đi. Vâng. Dạ chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cũng mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Bao nhiêu loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Cái con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì? Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện nó thật như là nó mắng và mời khách còn buôn cái bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao nó... không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu hồ trơn nó đưa cái hình ảnh cái nó này, mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ, cái này nó mờ, nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này thì nếu mà bác mua cái này ấy thì bác save được 17 đồng, cái này có 8 đồng thôi. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. Dạ rồi, ráng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm nó được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói nào ngay, bây giờ tôi già rồi đâu có làm rau ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HO. Vâng. Vì đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền vàng tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng sang lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa, chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt thì cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng, mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi, cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cụ ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Ê, nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan.
Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác, nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp, thấy không? Người ta bỏ tiền làm măng, mình sang lậu á, có nghĩa là bất công và bất hợp pháp, mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp. Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ rồi tiến cụ về đi. Dạ con đưa rồi ạ. À, cụ đứng đây cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm cụ ơi, nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oang thế tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng phải không? Phải không ông tầm luân? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này coi nghe sao. Vâng, vâng. À, thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú, trời ơi ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây à, tôi chỉ xin ông chừng phút mà ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả, nó 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ à, để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe, tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. À. Nè nhìn đi, tôi già rồi, cả ngày đâu có làm gì đâu, thấy không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét cái dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình à, có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, thấy không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa hết phút mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình á, nó có mấy trung tâm băng nhạc à, mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, thấy không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, thấy không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, thấy không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề, ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi? Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác, dạ. Bác nói đúng đấy. Con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết, may mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ, chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi con. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy, mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên đấy, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. Gì? Đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Nó dám lừa gạt em. Nhà có khách. Có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhẫn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal mới phai đao ra, sàn giá. Mang tiếng là hả? Vợ của con, vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả. Thế có bé mặt không ấy chứ? Ô tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn nào vậy? Bố tiên sư, tao ghét cái thứ lừa gạt này, tao qua đấy bỏ mẹ. Không, bà chủ, ông chủ, bà chủ. Sang đánh bỏ mẹ. Đúng rồi, đó khổ. Ông chủ bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ bà chủ. Chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia, mày cắp mồm, mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán, một băng quân giả ấy, tao bán tao lời có 2 đồng, làm sao sánh được cái hột xoàn 80 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức, mà tao tức ở đây nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp, cái quân mà bóc lột sức lao động người ta, cái quân thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Ấy. Chưa thấy cả nhà nó tự dưng mày sắn sỏ mày chửi em sai. Xin lỗi mình em nhầm mồm. Nhưng mà thà là bạn lương thiện như mình ấy. Này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán phải giá giả. Con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật. Nó có tức không ấy chứ? Đúng rồi. Anh ghét cái kiểu đấy lắm. Đúng. Để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà người ta bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá. Cái này mấy ca bao nhiêu tiền? 3 ca 2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột tròn, nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi à, 2-3 ca mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng ấy, mày nghe chưa? Nhưng mà em tức là con mẹ này nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình nó mình
mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lừa gạt làm sao mà em chịu được. Trời ơi, mày nhớ mày nhìn nhà nhìn nhảy, mày mua 8.000 đồng mà 3 carat thì chỉ có cubit Arizona chứ làm gì có hột sạc. Nhưng mà cảm ơn. Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này á, giả phải không? Thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn. Chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa cũng khoảng lên tới 60.000 á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi cái nào ghê gớm hơn. Bé ơi, bé, bé. Dạ. Lấy cho chú Quân băng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua băng gốc này. Bao nhiêu? Đây cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Nhưng... bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Dạ. Chú dạ cảm ơn chú ủng hộ băng gốc nha. Làm gì mà tức tức đây? 8.000 thôi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải cảm ơn. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, hay là đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đây đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình. Ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa?